Chào mừng quý anh chị và các bạn nhá. Buổi chiều ngày hôm nay xe đẹp Hải Dương bên em lại vừa về một chiếc Cerato sản xuất vào cuối năm 2017 anh chị nhá. Xe còn rất là đẹp. Cái xe cuối 17 và đầu 17 nó khác nhau đấy anh chị nhá. Thì chút nữa thì em sẽ giải thích cho anh chị và chỉ cho anh chị những cái điểm khác biệt. Thì chiếc xe này là sản xuất vào cuối năm 2017, xe còn rất là đẹp, bản 1.6 số tự động. Cerato 2017 thì đã nhìn ngoại thất thì đã lên vành, dạng vành xoắn rồi anh chị nhá. Đấy, dạng vành xoắn thì chiếc xe này là cụm phanh là đã độ vỏ phanh bamboo rồi. Một kiểu phanh thể thao nhìn rất là bắt mắt anh chị nhá. Vành thì dạng là vành xoắn dạng kích thước là 17 inch. Với kiểu dạng lốp là lốp mỏng anh chị nhá. Chiếc xe này thì một dàn lốp còn rất là dày. Anh chị đi thoải mái. Khoảng 7 đến 8 vạn nữa mới phải thay. Đấy. Cerato 2017 thì sử dụng loại lốp loại mỏng với cái bề rộng mặt lốp rất là lớn. Nó lên đến 215 mm. Đấy, thế nên là bám đường rất là tốt và dạng lốp mỏng với cái chiều tỷ lệ chiều cao chỉ có 45 thôi. Đấy, thế nên là nhìn chiếc xe nó rất là thể thao và đẹp anh chị nhá. Đấy. Cerato 2017 thì đã trang bị đèn LED rồi. Có hai dải đèn LED ở ban ngày ở hai bên này. Còn đèn đèn cụm đèn thì đã lên đèn bi dạng bóng chiếu projector rồi anh chị nhá. Đấy. Lưới tản nhiệt của Cerato thì vẫn là Kia, vẫn là mang đặc trưng của dòng Kia, đó là dạng mũi hổ, rất là đặc trưng đúng không anh chị. Và bác chủ thì bác đấy đã dán thêm những cái kiểu như kiểu sao này, nhìn rất là đẹp này. Đấy, nó được dán những cái điểm trắng trắng này, nhìn cái lưới tản nhiệt nhìn nó rất là hay nha anh chị nhá. Xe thì mang màu trắng biển Ba Tư quê hương em rồi. Xe rất là đẹp nhé, bên em thì cam kết là xe zin. Zin từ máy số đến keo chỉ anh chị nhá. Và zin tất từ dàn cò luôn. Thế nên là anh chị mua xe thì ngoài cái việc an tâm thế thì bên em vẫn có cam kết bằng văn bản khi mà bán xe cho anh chị nhá. Đấy. Bác chủ thì cũng khá là trẻ tuổi thôi. Thế nên là ngoài cái việc đi xe giữ gìn thì bác cũng trang bị khá là đủ đồ, cộng với lại dán thêm những cái chi tiết như là lốc xe màu đen này. Đấy, gương chiếu hậu màu đen này. Đấy, nhìn chiếc xe kết hợp với màu trắng cộng với lại vè mưa màu đen này. Và đuôi gió màu đen nữa. Đấy, nhìn chiếc xe tổng thể, chiếc xe nó nhìn nó rất là thể thao và bắt mắt anh chị nhá. Còn như anh chị nhìn đây thì ngoại thất chiếc xe còn rất là đẹp, chưa hề đâm đụng va chạm gì và sơn si rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, sơn si rất là đẹp luôn, thế nên là về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lốp sau cũng còn đẹp này, lốp sau rất là dày nha anh chị nhá. Đấy, và cụm phanh sau là cũng được độ kiểu dạng phanh bamboo này. Đấy, cái loại phanh bamboo này chỉ chủ yếu là dùng cho những cái dòng xe thể thao thôi. Nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Vành cũng còn đẹp nhé, có hơi một vài cái chỗ xước thôi. Đấy, thiết kế vành của Cerato 2017 gọi là vành phay dạng xoắn. Nhìn nó rất là bắt mắt anh chị nhé. Đấy. Phía sau xe cũng là zin này. Và cụm đèn sau này, anh chị có thể quan sát này, cái cụm đèn sau này được dán kính dạng mờ này. Nhìn kết hợp với cái màu trắng của xe, ngoại thất màu trắng ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Còn về thiết kế của Cerato thì rất là trẻ trung rồi đúng không anh chị. Ốp cản sau là lên dạng Nippo rồi, bô đôi nha anh chị nhá. Đấy. Và có cả cái trang bị thêm cái ốp chống xước cốp sau này, Cerato nhá, cũng loại xịn sò luôn. Đấy, Cerato đấy. Đối với phần ngoại thất ở bên hông, bên lái này cũng vậy anh chị nhá. Anh chị có thể quan sát này, từ cụm phanh sau này. Đấy, đến lốp này, một dàn lốp thì rất là ok rồi, còn rất là đẹp.
Cái này là trang bị cảm biến áp suất lốp rồi anh chị nhá. Đấy, quan trọng là anh chị nhìn vào cái cụm phanh này, cái chất nhôm của nó còn sáng và đẹp, đúng không ạ? Tay nắm cửa ngoài của Senato thì cũng được ốp cái mạ chrome này rồi, nhìn nó rất là đẹp nhé. Đây, cái hông xe bên bên lái này, đấy, sơn si rất là đẹp nhé, mặc dù nó là màu trắng. Phía trước thì có trang bị cảm biến va chạm phía trước rồi này. Đấy. Xe thì trang bị cảm biến trước, cảm biến sau, rồi camera đầy đủ rồi, đúng không ạ? Gương chiếu hậu ngoài thì tích hợp sinh nhan trên gương, sinh nhan này là dạng nét anh chị nhá. Đấy, có dán cái gáo gương thì có dán đen này, nhìn nó thể thao, và có các chức năng gập điện, chỉnh điện và có chế độ auto như anh chị nhá. Thì cái chế độ auto ở đây tức là cái chế độ mà khi mà mình khóa xe hoặc mở xe nó tự động mở, tự động cụp gương chiếu hậu ngoài nhá anh chị nhá. Đấy. Ngoại thất chiếc xe này còn rất là ok và đẹp này. Chưa hề đâm đụng va chạm gì nhá anh chị nhá. Đấy. Tổng thể thiết kế của xe ô tô thì rất là trẻ trung và đẹp rồi. Rất nhiều khách hàng ưa thích nha anh chị nhá. Cerato thì xếp vào phân khúc hạng C rồi. Thế nên là cái chiều dài cơ sở của nó rất là lớn này, tạo ra một cái khoảng không gian nội thất bên trong rộng rãi và đi rất là đầm chắc nha anh chị nhá. Bước vào không gian nội thất bên trong của Cerato sản xuất vào cuối năm 2017 này anh chị này. Đầu tiên anh chị thấy đó là dạng thiết kế kiểu dạng ghế múi. Thiết kế ghế múi thì ngồi nó rất là ôm sát người nha anh chị nhé. Và cảm giác của nó rất là thể thao này. Với cái chất liệu da chiếc xe này là nội thất da nguyên zin nguyên bản của xe, chưa hề thay thế gì nha anh chị nhé. Đó là cái dạng ở giữa, dạng thông hơi này, thoáng khí này. Ngồi rất là mát này, kể cả cái phần lưng ghế nha anh chị nhé. Đấy ạ. Và cái ghế bên phụ kia cũng là nguyên zin nguyên bản anh chị nhé. Ghế da nguyên bản và còn rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp. Táp ni rồi là táp lô của chiếc xe này cũng là nguyên zin nhé anh chị nhé. Đấy, bác chủ thì khá là yêu thích động vật luôn. Thế nên là trên táp lô thì có để một vài, có hai con cún rất là tuyệt, rất là đẹp. Đấy. Táp ni cửa bên này cũng là zin này anh chị này. Và còn đẹp nhé, từ cái phần nhựa này. Đấy, đến cái phần tay nắm cửa trong này. Mạ chrome này, vẫn còn sáng này, sáng bóng luôn. Đấy, phần da này, da là dạng da màu kem. Đấy, ghế màu kem với kết hợp với lại những cái phần da táp ni màu kem này. Nhìn cái nội thất là nó có điểm nhấn đúng không anh chị? Đó. Nó không đen tuyền hết, nếu mà đen hết thì nhìn nó lại rất là tối xe nha anh chị nhé. Đây, tích hợp này, hai kính của người lái là có chế độ auto này, đúng không ạ? Chế độ auto và cả cái phần này là bác chủ bác đã ốp cái chống xước rồi. Đấy, đúng không ạ? Đây, cái này là cái gì mà có số 1, số 2 thế này? À đây rồi, thì đó là rất là hiện đại so với các đối thủ cùng phân khúc anh chị nhé. Đó là Cerato 2017 được trang bị ghế điện, ghế điện 10 hướng và nhớ hai vị trí ghế. Cái việc cài nhớ vị trí ghế ở đây anh chị nhé, đó là set 1 và 2. Đấy, ghế điện, ghế điện chỉnh hướng 10 hướng nhé. Thì trên Cerato 2017 này cũng được hỗ trợ ra vào. Cái phần hỗ trợ ra vào này thì có nhiều anh chị hỏi em là nó hoạt động như nào, tức là khi mà anh chị bước vào xe, anh chị đóng cửa vào thì, hoặc là bước ra xe đấy, thì cái ghế nó sẽ tự động nó lùi xuống để tạo ra một cái khoảng không gian khá là rộng cho mình bước ra bước vào nó được dễ dàng và thoải mái anh chị nhé. Xe này thì zin rồi, xe bên em cam kết là không mất một phân keo chỉ nào và không hề đâm đụng va chạm nha anh chị nhé. Đấy, từ những con ốc bản lề các thứ này. Màu trắng thì anh chị quan sát rất là rõ luôn. Màu trắng này. Đấy, thế nên là những con ốc mà có hiện tượng tháo mở là anh chị nhìn là anh chị biết ngay. Như chiếc xe này là zin này, từ những ổ khóa đến ốc bản lề đúng không ạ? Đấy, bác chủ thì có trang bị là ốp chống xước bậc lên xuống cửa rồi đúng không ạ? Đấy, loại xịn sò đấy anh chị ạ. Đấy.
chân ga chân phanh này còn rất là mới đúng không ạ, chưa hề mòn rít gì đâu anh chị nhá. Đấy, và trang bị hơi đáng tiếc một chút là chưa bọc sàn da, tuy nhiên thì bộ sàn nỉ thì cũng rất là đẹp này. Đó. Rồi, bước vào không gian nội thất của chiếc xe tô 2017 này xem nào. Trời hôm nay thì em quay tầm này thì nó hơi tối, để em mở cửa ra nhá. Đấy, được quay cái nội thất. Đấy, táp ni cửa còn rất là đẹp nhá anh chị nhá, còn nguyên zin nguyên bản luôn này. Đấy, em quay rất sát nhá, từ những cái phần da màu kem này đến cái phần nhựa màu đen, tay nắm cửa trong này. Đấy, táp lô của xe nhá. Đấy, hai cún rất là đáng yêu luôn. Đấy, đến cái phần vô lăng này thì trên vô lăng của chiếc xe tô 2017 được trợ lực điện này cũng là những cái tính năng rất là đáng đồng tiền bát gạo mà anh chị nhìn ở đây. Đầu tiên đó là gì ạ, cruise control đúng không ạ, tức là hệ thống ga tự động có được trang bị trên xe tô 2017, đàn thoại rảnh tay này, rồi nút điều chỉnh âm thanh ở bên này, kết hợp với lại một cái vô lăng còn zin và nguyên bản này, còn rất là đẹp nha anh chị nha. Nogokia này, xe đây thiết kế bảng đồng hồ trung tâm khá là bắt mắt đúng không ạ. Xe thì đã đi được hơn 7 vạn km rồi anh chị nhá. Bảng đồng hồ thì có nhiệt độ ngoài trời này. Đó, xe cũng đã được trang bị đó là gì ạ, đó là màn hình Android rồi và kết hợp với camera lùi rồi anh chị nhá. Đấy, rất là hiện đại và dưới này cũng là hiện đại luôn này. Anh chị nhìn vào đây thì anh chị có thể quan sát thấy đúng không ạ? Đó là hệ thống điều hòa gì ạ? Hệ thống điều hòa tự động và có hai cái phần nhiệt độ ở bên này, tức là gì ạ? Tức là hai vùng độc lập đúng không anh chị? Em bên này có thể chỉnh cái nhiệt độ khác so với lại nhiệt độ của người ngồi bên phụ đúng không ạ? Đấy, rất là hiện đại. Cerato thì 1.6 số tự động cũng được trang bị một cái hộp số tự động 6 cấp rồi. Đấy, và kết hợp gì ạ? Kết hợp có lẫy chuyển số ở trên vô lăng anh chị nhá. Anh chị nhìn vào đây đó là cái phần cộng trừ này này. Đấy, rất là hiện đại và tiện lợi đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta không cần dùng đến cái hộp số này nữa, chuyển sang chế độ S cộng trừ thì chúng ta có thể sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng này, giúp cho anh chị lái xe là có cái cảm giác tăng tốc rồi là đổ đèo các thứ, nó rất là tiện lợi và cảm giác nó rất là thích thú khi lái xe đúng không ạ? Đấy là một cái tính năng mà cũng khá rất là đáng đồng tiền bát gạo anh chị nhé. Tích hợp trên vô lăng của chiếc xe này khá là nhiều tính năng luôn. Đấy, và cái gì đây nữa, một cái mà các đối thủ cùng phân khúc chưa hề có, ngoài những cái cổng sạc điện, cổng USB AUX ra, thì trên Cerato 2017 có trang bị đó là gì? Đây anh chị nhìn vào cái phần đèn này đây, đó là cái sạc không dây anh chị nhá, rất là hiện đại, sạc không dây gần như là ở cái đời 2017 là chỉ có trang bị ở trên Cerato thôi. Và tiếp một cái nữa đó là cái trần chiếc xe này là trần nỉ nguyên bản và còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp mà mỗi tội nó bị thủng trần anh chị ạ. Đây, nó khi mà soi đến đây thì mình nhìn thấy bầu trời luôn. Đó là gì? Đó là xe được trang bị cửa sổ lock luôn anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe kết hợp rất là hiện đại này, rất nhiều tính năng và trang bị rất là hiện đại anh chị nhé. Bên cạnh đó thì bác chủ xe cũng đã trang bị cái gì đây mà có cái đèn này, có thể chỉnh sub never, tức là xe được trang bị trầm chống đầy đủ rồi anh chị nhé, đã được lắp thêm trầm rồi. Gương chiếu hậu trong thì chống chói tự động này. Đấy, rất là hiện đại nha anh chị nhé. Rồi, bước vào cái hàng ghế thứ hai xem nào. Hàng ghế thứ hai xem còn đẹp không nào.
Đầu tiên là đến những cái táp ni cửa này. Cái phần keo chỉ thì em xin phép không quay chi tiết nữa, bởi vì bên em có cam kết là xe di 100% anh chị nhé. Thế nên là anh chị đến mua thì bên em có cam kết bằng văn bản. Em sẽ quay chi tiết hơn về các chi tiết nội thất để xem là chiếc xe này nó còn mới và đẹp không anh chị nhé. Đó là cái phần táp ni cửa sau cũng vậy này. Từ tay nắm cửa trong mạ chrome đến những cái phần nhựa đen này, kết hợp với cái phần da màu kem, nó còn sạch và đẹp đúng không ạ? Và nguyên bản nhá. Hàng ghế thứ hai xem nào. Hàng ghế thứ hai thì rất ít người ngồi đây, bởi vì sao ạ? Cái mặt ghế nó còn căng và nguyên bản này, căng và đẹp này, đúng không ạ? Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị cái tựa tay này và có giá để cốc rồi anh chị nhá, rất tiện lợi và khi mình gập lên ngồi ba người thoải mái luôn, vì nó là chiếc xe phân khúc hạng C. Đấy, rất là rộng rãi anh chị nhá. Và một cái nữa, đó là Cerato 2017 hơn các đối thủ cùng phân khúc, hơn hẳn Altis luôn anh chị nhá. Nó là cái cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Cái này nghe thì đơn giản thôi nhưng rất là tiện lợi nhá. Bởi vì đặc biệt mà khi mà mình đi vào trong mùa nắng, đúng không ạ? Cái thời tiết nó nóng, hàng ghế thứ hai mà không được trang bị cửa gió thì cái người ngồi hàng ghế thứ hai rất là nóng và rất lâu mới có thể mát được anh chị nhá. Đấy, thiết kế tổng thể của nội thất chiếc Cerato 2017 này. Đấy, nhìn thiết kế tổng thể rất là trẻ trung và năng động, hiện đại đúng không anh chị? Rất là trẻ trung, rất là hiện đại luôn. Thiết kế gần như là không lỗi thời này và trang bị cũng hiện đại đúng không ạ? Trần nỉ này, từ trên xuống dưới vẫn là nguyên zin. Đấy, không có vết bẩn, vết riếc gì đâu. Đấy, cửa sổ nóc thì vẫn hoạt động rất là ok anh chị nhá. Đấy, ngồi rất là rộng rãi anh chị nhá. Hàng ghế thứ hai đây này, em ngồi đây. Đấy, anh chị thấy không ạ? Cái khoảng cách từ đầu gối em so với lại cái ghế thứ nhất nó lên đến khoảng 20 phân cơ. Rất là thoải mái nhá. Tha hồ mà ngồi. Em thì cũng có cái độ cao ở mức trung bình thôi, có 1m68 thôi anh chị ạ. Nhưng mà những cái anh chị mà cao 1m7 hoặc 1m75 thì vẫn ngồi thoải mái anh chị nhá. Đó. Theo nữa là chúng ta đi đến về cái phần cốp sau của chiếc xe này, xem nó còn nguyên bản không nào. Từ đường máng nước đến đinh tán này cũng là nguyên bản đấy anh chị nhá. Ốc cabo phía sau này, chỉ riếc này, chỉ là zin hết nhá anh chị nhá. Đó. Bên này cũng vậy thôi, một chiếc xe zin mà không hề đâm đụng va chạm gì. Đấy, anh chị thấy này, cái đường máng nước này. Rồi xem ổ khóa nào. Ổ khóa này, nguyên zin này, nguyên bản này, còn rất là mới nha anh chị nhá. Ổ khóa này mới này. Xem cốp sau là bác chủ đã trang bị thêm một cái gọi là cái nót cốp sau rồi, Cerato. Cốp sau Cerato thì cũng rất là rộng rãi anh chị nhá. Tha hồ chở đồ luôn, tha hồ các chị để đồ luôn. Đó. Xem có cốp dưới có vết han gì không nào. Cốp còn rất là đẹp nha anh chị nhá. Lốp dự phòng đây. Và bộ đồ thay lốp đây. Quan trọng là cái phần cốp sau này nó chưa có vết han vết riết gì, là xe chưa hề đâm đụng va chạm gì anh chị nhá. Cái phần keo zin của nó này, keo zin ở dưới này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Còn đẹp luôn. Đấy, có ốp chống xước cốp sau đây rồi. Đấy, ốp chống xước bậc lên xuống đầy đủ cả đúng không ạ? Đấy. Đây này. Cái này ốp này cũng rất là xịn sò nhá. Hàng đắt tiền đấy ạ. Đây. Xe thì trang bị cảm biến trước sau đầy đủ này, lipo cản sau này. Đấy, nhìn nó rất là thể thao và đẹp. Gầm thì rất là đẹp nhá anh chị nhá. Anh chị nhìn cái ống bô này anh chị biết này. Cái bô này là biết xe là còn chất này, gầm còn chất đúng không ạ? Xe chạy ít. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta hãy đi cùng em đến cái phần khoang động cơ của chiếc Cerato 2017 này. Đó là gì ạ? Đó là đầu tiên là chúng ta quan sát những cái phần tai đèn này. Xem nó còn zin không, chưa hề có vết hàn nhựa giết gì đâu nhá. Và ốc tai cũng là zin nhá anh chị nhá. Ốc cabo cũng vậy thôi.
Và khi mà anh chị đi xem xe thì anh chị quan sát là cái phần cabo này, ngoài cái xem chỉ ra, chúng ta quan sát những cái đường dập nổi nhá, để biết rằng là nó đã bị gò nắn hay nó còn nguyên bản anh chị nhá. Thì kinh nghiệm ở đây là chúng ta nhìn, chúng ta sẽ để ý những cái đường nét xem là nó còn sắc nét hay không, hay là nó gò nắn lại, đúng không ạ? Cái việc gò nắn lại nó không thể nào đẹp được như là robot nó dập đâu, đúng không anh chị? Đấy, ốc cabo là xem có vết vặn hay không. Đấy, xem là những cái phần ụ, những cái phần chỉ, à những cái phần keo ụ này, nó có vết nứt vỡ hay không nhá anh chị nhá. Bởi vì xe nguyên bản là cái những cái keo này nó không có vết nứt vỡ đâu, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta xem tai đèn có hàn nhựa, hàn giếc không anh chị nhá. Và một cái quan rất là quan trọng mà nhiều anh chị không để ý, đó là cái tấm nỉ ở dưới nắp cabo này. Đối với những chiếc xe chạy nhiều thì cái phần nhiệt ở đây nó tỏa lên cái lớp nỉ này nó rất là lớn. Nên là cái nỉ này mà cong xoắn rồi là nó không được phẳng phiu như cái tấm nỉ này, thì điều đó là chứng tỏ là xe chạy khá là nhiều anh chị nhé, sử dụng rất là nhiều rồi, hoặc là thường xuyên chạy đường dài, đúng không ạ? Còn về động cơ chiếc xe này thì bên em cam kết là zin nhá, zin từ máy số đến keo chỉ anh chị nhé. Và chất của máy này, chất nhôm của máy còn khá là đẹp, còn khá là đẹp đúng không ạ? Chân máy zin nhá anh chị nhá. Đấy, một chiếc Cerato bản 1.6 số tự động, sản xuất vào là cuối năm 2017, còn rất là đẹp như này. Hiện tại bên em đang chào bán với giá là 490 triệu anh chị nhá. Giá đó thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ và vẫn có thể thương lượng được khi mà anh chị xem xe thực tế. Địa chỉ để xem xe ở bên em là tại ngã ba thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương anh chị nhé. Bên em thì showroom bên em thì cách nút xuống cao tốc đường 5B xuống Hải Dương ấy ạ, chỉ có khoảng 1 km thôi, giao thông thì đi rất là thuận tiện anh chị nhé. Vậy thì anh chị nào mà đang thích, yêu thích cái dòng xe Cerato 2017 này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại hotline là 0975695559 anh chị nhé. Đấy, bên em thì cũng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng anh chị nhé. Nếu mà anh chị nào mà đang có tài chính nó đang thiếu một chút, đúng không ạ? Đó, để mà kiểm nghiệm về chất lượng xe thì anh chị vui lòng qua bên em để lái thử và xem xe thực tế anh chị nhé. Đấy, địa chỉ bên em thì vừa chia sẻ với anh chị rồi. Rất mong là anh chị bớt chút thời gian qua để xem xe và lái thử xe, sau đó thì ưng ý rồi thì hãy xuống tiền và sở hữu em nó anh chị nhá. Chỉ có 489 triệu thôi anh chị ạ. Đấy, 489 triệu cho số nó đẹp anh chị nhá. Đúng không ạ? Em cảm ơn anh chị đã xem video và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.